Hello everybody, welcome to Health BKT. Chào các bạn đã quay lại với kênh Health BKT. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với con game Nguyên Thoại Vua Hải Tặc ha các bạn. Ok, nghe đồn là gá chấp mới nữa rồi, nhưng mà Heo cũng chưa có xem nữa các bạn. Hôm nay chúng ta có server mới vào xem thông tin và đi nâng cấp em Kaido Bách Thú nha các bạn. Thấy game ít có ông nào chơi Kaido ghê luôn. Thấy cũng tội cho em Kaido, nên là chúng ta sẽ vào nâng em Kaido lên ha. Bích Mom nè, ôi dồi ôi, khá là nhiều và rất nhiều ở trong đống đó ha. Ok, nhưng mà biết sao giờ phải wow, rau đen được một mớ luôn nè. Si liu thánh mưa. Ồ, ủa gì vậy? Hộp ma hả? Ủa, đang đi event gì hả? Ủa rồi ôi. Ok, đang có event gì đó. Bây giờ đang đi quay tướng. Ok. Theo tính đi quay mấy con tướng về để làm food, nhưng mà chắc cũng hơi bị fail à. Chắc không ổn đâu. Hay là mình review mấy con mấy con này thì chắc là anh em biết hết rồi. Ok, xài con Kaido đi ha. Ok, đâu rồi, nâng sao. 1, 2, đây, 3, 4. Tại vì lên nữa là tí thì phải... Ok, nó đi, tới luôn đi bưởi. Rồi, bây giờ chắc đến với thông tin server đi ha. Trong thời gian đó thì Heo sẽ cho nó auto cái này lên các bạn. Chẳng tí chúng ta còn lấy food, lấy đồ nữa chứ vậy rồi food đâu mà chúng ta nâng. Đó, rồi ok. Rồi. Rồi, đến với thông tin server nè ha. Nào, đây Nguyên Thoại Vua Hải Tặc phiên bản cập nhật mới nhất hiện tại chính thức khai mở X22 Sun, thời gian 10 giờ ngày 8 tháng 11 2022. Tải game tại Nguyên Thoại Ninh Vua Hải Tặc.com ha. Chơi ổn trên Android và PC, iOS lại không có nữa nha. Cái này mà có iOS nữa là ngon. Tỷ lệ nạp siêu rẻ, đang khuyến mãi 350%. 100.000 Việt Nam đồng bằng 3.500 xu web bằng 8.750.000 kim cương. Đây bộ code nè hả. Code đền bù, code skin. Rồi skin 1, skin 2 nè hả. Đó, nhiều anh em nói ít đúng không? Thật ra là quà là ở cái một 1, 2, 3 ha. Cái map 1, 2. Cái gì đi qua cái móc map 9 tiếng á, móc 1, 2, 5, 10 phải ạ. Đó là nó sẽ có tướng đồ cái kiểu. Rồi sự kiện đua top lực chiến nè ha. Đua top lực chiến 7 ngày nhận quà to và su web. Đó, top 1 30 triệu kim cương, 2 tỷ belly, 2 tỷ asep, 2 triệu cường hóa huấn luyện, 30 tinh diệu phù văn, 1 triệu là 1.000 đá hức tỉnh năng lượng, 400 hức tỉnh thiên khải ha. Đó. Ngoài ra còn có mấy event live xe nữa nè ha. Đó. Rồi tích nạp được cái kiểu nè, live xe nè ha. Đó. Live xe đây nè. Đó, comment cái kiểu nhận được quà nè. 5 triệu điểm A-Sep VIP, 5 triệu kim cương, 500 triệu A-Sep tướng, 500
100 triệu belly, 100 đá thức tỉnh năng lượng. Đó. Thì cập nhật quà fan cứng nè ha. Đó. Fan cứng có quà đây. Quà fan cứng 5 triệu kim cương, 300 triệu belly, 300 triệu a xếp hải tặc, 100 đá thức tỉnh năng lượng, 100 đá thiên thức tỉnh thiên khải ha. Đó, đầy đủ luôn. Rồi nãy giờ chạy hết được bao nhiêu rồi ta? Chạy mới có 400 mà các bạn. Ôi giời ơi. 400 thì chúng ta có được bao nhiêu phút trong này đâu. Thôi, để đây đi. Heo đến với thông tin server với lại chạy nhiệm vụ nhận quà cho các bạn xem ha. Nhiều khi anh em thấy ít code quá lại không hèn ấy nữa. Đâu rồi, đổi tài khoản. Kaido nè, nhìn ngầu không? Cái này là Kaido phiên bản ấy mà đúng không? Rồi rồi rồi, tới luôn. Đây, game thì không yêu cầu chạy nhiệm vụ tân thủ hả? Nên là cũng khỏe, heo khá thích mấy cái dòng game mà không cần phải chạy cái nhiệm vụ tân thủ. Vì nhiều khi vô là nhiệm vụ tân thủ biết hết rồi chạy chiếc gì nữa. Nè, quà nè. Ủa, không có quà đây luôn. Vậy là chắc code nằm ở trong này rồi. Ok man. Đâu rồi, pin code. Nè, ủa code đây. Ủa quà nè đó, ok không? Trời ơi, một phát một rồi, vậy là chắc rồi, yêu cầu chạy nhiệm vụ tân thủ. Trời ơi, buồn tình luôn. Nhiệm vụ tân thủ thì hàng này thì chắc là chạy cũng khá nhanh rồi. Trời ơi, đây thì nó có trang bị 10 sao ha. Vô cái một anh em. Trời ơi, heo tưởng là nó nằm trong này. Ok, sorry anh em, heo bị sai. Triệu hồi. Cái này làm nhiệm vụ tân thủ thì cũng nhanh nè. Tại vì lâu là lâu cái khúc đánh thôi chứ. Nè, ôi trời ơi, nè bỏ con tướng vô. Dạ thấy vậy chứ cũng còn cả mấy phút nữa đó trời. Nè A-Sip nè, rương anh hùng nè, 13.5 tỷ, 13.5 tỷ, mảnh 9 sao, mảnh 10 sao quá trời luôn. Trời ơi, hồi nãy phải mà ráng kiếm mảnh 6 sao nữa là được rồi. Ok, nhanh thôi. Tại vì nó cầm set trang bị 10 sao thì chọt một phát, một là mấy con này chết hết rồi. Ok, ok. Ờ, không có nè, buồn như vậy. À, không phải, lộn vậy. Trong khi đó chúng ta sẽ đi lấy code đi. Code, copy nè ha. Rồi ok, chấp nhận. Nó hướng dẫn lâu và rất là bực bội. Có quà không? Nè. Đâu rồi, đó thấy không? Đó, ải 1, 5 và ải 10 nha các bạn. Đó, đó, ok rồi thấy không? Trời, bây giờ tin heo chưa? Đó, nhìn là nhiều anh em không biết nên là vô là hướng dẫn kỹ cho anh em luôn. Nhiều ông vẫn không xem video các bạn à. Vô hỏi, ủa đâu, thấy quà đâu, đâu có thấy gì đâu, sao mà nói quà? Lừa đảo à, lóc nha. Dạo này cọc tính lắm. Đó, trời ơi, Hachi cầm set 10 sao chọt cái 1. Gặp đánh quần công nữa anh em, thôi rồi luôn. Đó, nó cứ đánh quần công vậy là vô mánh luôn. Nào, hình như là cái ải này rồi ải nữa là đủ ải 10 rồi. Bản này là full skin luôn nha các bạn. Và nghe nói chuẩn bị update thêm tướng mới nữa. Ghê chưa. Đó, chuẩn bị update thêm tướng mới nữa. À, quà ải 1 và ải 5 thôi hả? Ok. Ủa,
À, tướng vô hẳn luôn này nha các bạn. Đó. Well, well, well. 2, 4, 16, 18, 19. Ủa, cái này là lẻ ta. Đúng không? Nè, 16, 8, 8, 12, 15 con hả? Ok, ok. Rồi, rồi, rồi. Nhập code nè hả? Đây, cho coi code luôn. Code nằm hẳn ở đây. À, quên chọn server. Ok. Lỗi của heo. Rồi, code đền bù. Đó, nhận 5 triệu, 300 triệu ASAP, 300 triệu belly. Rồi, skin nè hả? Skin 1. Rồi, skin 2. Ok, đó. Đây, zippy. Đó, hoành tráng chưa? Rồi, Yamato, nó hoành tráng lợi chưa? Rồi bà gì đây, cái bà gì quên mà nó rồi, bà bỏ qua đi. Đó. Trời ơi, Nami, nó quéo quèo quèo liền. Nhưng mà Nami này mà được Nami sau ham ship á, wow, cái đó mới ngon anh em. Nè, bít mơm nè ha, nó. Rồi Robin, đó, Robin, skin Robin luôn, ok không? Rồi râu trắng, đó, nhìn hơi lùn tí hả? Mà không sao, Photoshop sẽ kéo giò râu trắng lên, để là san tóc đỏ hả? Haki bá dương, nhìn quá là ghê gớm luôn. Rồi chopper kẹo bông, quẹo quẹo quẹo, bông luôn. Rồi Super Relay, vua bóng tối. Đó, ngầu liền. Rồi Forehand Cook. Đó. Rồi cuối cùng là chó đỏ. Thôi không cần coi. Nhìn thấy quạo ghê luôn á. Nhìn con đó là thấy quạo à. Đó nè, quá trời nè ha. Đó, rồi hướng dẫn anh em cách nhận quà rồi nha. Anh em nào có chơi thì tải về, link heo sẽ để dưới phần mô tả nha. Đó, nhận quà ải 1 và ải 5 nha các bạn là sẽ được full ha. Ok, thôi bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nhớ like, share và đừng quên đăng ký kênh nha các bạn. Ok, bye bye.